Mới đây những bức ảnh lưu lại tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông khiến người ta không khỏi xót xa và ám ảnh. Theo những gì được lưu lại, một người con trai chạy xe máy không rõ ràng nguyên nhân va chạm, bị treo cả người lên cổng sắt, chiếc xe buýt bị đổ nằm phía dưới. Theo dõi những bức ảnh này, người ta không khỏi thắc bận bịu người con trai đã chạy xe như thế nào mà để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hiện vẫn không rõ ràng tình trạng sức khỏe của anh ta ra sao. Được biết, vụ việc này xảy ra ở Phù Ninh, Phú Thọ. Hiện trường vụ tai nạn giao thông đáng sợ. Đây cũng là bài học kinh nghiệm, giờ ra đường đừng có bao giờ phóng nhanh vượt ẩu. Chẳng rõ ràng anh ta đi thế nào mà để lại hiện trường kinh hoàng đến thế. Chắc gia chủ cũng đến chuyển nhà vì sự việc này mất thôi, một dân mạng bình luận. Có lẽ đâm mạnh vào trụ sắt rồi bay cả người lên cao. Nhìn hiện trường thì có lẽ người không thể cứu được nữa rồi, chia buồn với chủ nhà cũng như người xấu số, dân mạng khác viết.